anh sát hại em ruột vì mâu thuẫn tiền bạc. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 29 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hải, 50 tuổi, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Văn Phụng, 48 tuổi, em ruột của Hải. Qua điều tra ban đầu, chiều ngày 27 tháng 10, Hải và em ruột xảy ra cự cãi và đánh nhau. Sự việc được gia đình và hàng xóm can ngăn. Qua hôm sau 28 tháng 10, Phụng tổ chức tiệc nhậu với mấy người bạn thờ Hồ làm chung tại nhà. Hải không nhậu chung mà sang nhà hàng xóm uống rượu. Đến tối, Hải về nhà trong tình trạng say khướt và tiếp tục cự cãi với em trai. Nóng giận, Hải cầm lấy dao Thái Lan đâm vào cổ em trai. Người nhà đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Phụng đã tử vong. Gây án xong, Hải vẫn còn say rượu và nằm ngủ luôn tại hiện trường. Ngay trong đêm, Công an huyện Long Hồ đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua làm việc, Hải thừa nhận hành vi phạm tội và lý giải nguyên nhân cự cãi với em ruột do mâu thuẫn tiền bạc khi cùng phụ hộ chung. Tiểu thương miền Tây mang quan tài phản đối di dời chợ. Quý vị và các bạn thân mến, lực lượng chức năng huyện Đông Hải, Bạc Liêu ngày 28 tháng 10 tổ chức di dời chợ cũ Gành Hào sang trung tâm thương mại Gành Hào, cách đó khoảng 400m. Tuy nhiên, họ vấp phải phản ứng gay gắt của các tiểu thương. Để phản đối, chủ các sạp hàng mang quan tài để ở giữa tuyến đường trung tâm thị trấn Gành Hào, sau đó di chuyển sang vài con đường khác bất chấp sự thuyết phục của ngành chức năng. Một cán bộ huyện nói rằng, sự việc kéo dài cho đến hôm nay vẫn chưa lắng. Khu chợ cũ đã xuống cấp do xây dựng đã lâu, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Địa phương quy hoạch khu trung tâm để họ buôn bán tốt hơn, nhưng một số tiểu thương không chịu di dời, kích động người khác gây rối. Trong khi đó, các tiểu thương cho rằng chính quyền địa phương cho dời chợ về trung tâm thương mại Gành Hào còn nhiều bất cập, khu chợ mới nhếch nhác, không thuận tiện cho việc mua bán. Trao đổi với VN Express, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hải cho biết, trước đó huyện đã nhiều lần đối thoại, vận động người dân sang chợ mới mua bán, đa phần tiểu thương đều nhất trí. Ông Túy nói, một số tiểu thương bị một nhóm người kích động nên kéo nhau xuống đường. Cảnh sát đang ra soát, mời một số tiểu thương về làm việc nhằm ổn định an ninh trật tự.